À, thưa các bạn, đây là đơn gửi anh khách nha. Mình đã đấu xong. Như video lần trước á, mình đã đấu động cơ này về 67,2V để anh khách ảnh thay thế cái động cơ xe điện 4 bánh của ảnh á. Thay thế cái động cơ Trung Quốc nha. Cái này là của Nhật. Ok, test cho anh xem nha. Sau khi đấu hết hoàn thiện rồi, về anh chỉ việc xài thôi. Cấp điện xài IC 60V 72V nha. 84V cũng được, càng tốt. Cái này chắc phải mình đấy. Phải dán lại ha, nó không tua mình bảy ha. Sao cuối cùng lên cái đồ có 1.700. Theo tính toán là khoảng 3.000 các bạn. Có lẽ cái này là cái tua chậm, cái tua 2.000. Cái tua 2.000 thì nó lên được 1.700. Còn cái 3.000 thì nó lên chắc 2.800. Mình dán ngược lại nha. À đúng các bạn, 1.700 nha, 1.700 mấy chục. Mình để lên cái mặt bàn nó hơi kê rung nha. Tạm thời là 1.700. Thì nếu mà không hợp thì mình sẽ đấu lại cái 3.000 á, cái tua 3.000 á thì nó sẽ nhanh hơn.